Hi, welcome back to my channel of Stats Critical. Stickman, Zabrush. Push. Oh man, okay. Lại kêu gọi người hành tinh. Xem anh đang có giải cứu được không? Không xuyên được qua tường. Let's go. Выручи меня, братан. Скоро буду. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ hai. Slender Villa, The School. Let's go. Và trong cái này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm tất cả 8 món đồ. Phải vào từng căn phòng một. Sau đó thì sẽ phải kiểm kê xem có gì ở đây không. Không có gì. Tiếp tục. Căn phòng tiếp theo. Không có gì. Chiếc chìa khóa đây. Và bây giờ thì mình sẽ sang dãy hành lang kế tiếp. Chiếc chìa khóa nào ở đây? Và sang dãy hành lang tiếp theo.
món đồ thứ tư. Ok. Chưa có gì ở đây. Wow. Một chú gấu bông. Bây giờ mình chỉ còn khoảng nửa cái máu thôi. Oh my god. Phải cố gắng sống sót. Ok, let's go. Không có tí bình máu nào luôn. Thì bây giờ mình phải cẩn thận. Wow. Oh my god. Wow. Ở đây con ma sẽ xuất hiện. Và các bạn biết được con ma này là ai trong bức ảnh này. Đó chính là một giáo viên. Giáo viên đã từng dạy cho ngôi trường này. Wow, ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tập thứ 3. It Horokla. Let's go. Sao? Lắp cái này vào để đường điện hoạt động. Sau đó thì mình sẽ đi cứu một anh chàng bảo vệ. Anh ta đang bị một loại quái vật, đó chính là loại nhện. Một loại nhện khá là to. Và giờ đây anh ta chào ơn bằng cách đó là đưa cho các bạn một chiếc chìa khóa một cái thư viện. Ở đây thì các bạn sẽ tìm cách để tiêu diệt ông gã hề này. Ngôi nhà này bỏ hoang cũng khá lâu rồi.
go из ее. Tiếp tục gỡ theo ba. Wow, chiếc xe này đã bị cháy. You believe? You believe? You believe? I'm going in, let's go. Ở đây thì mình sẽ lái chiếc xe này đến điểm màu hồng kia. Place right here. Let's get off the street and find a change of clothes. Give me the cream, you hear? I know this guy. Okay. He's connected. His name's Luigi. Let's go. Me and him go back so I can probably get you some work. Come on, let's head over there. Go around the back and use the service door. Rồi và sau đó thì các bạn sẽ lại nhận nhiệm vụ tiếp theo đến điểm màu xanh kia, xanh lá cây kia và tiếp tục làm nhiệm vụ tiếp theo, ok? Rồi tiếp tục nào, GTA Vice City. Tommy Vercetti. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Wow. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Thank you.
You're as clumsy as you are stupid. Okay, let's go. Rồi sau đó lại quay đến điểm L, tìm một chiếc xe con nào. Rồi, đi tạm chiếc này đi. Rồi, và tiếp tục nhiệm vụ tiếp theo nữa, các bạn sẽ đi xe và đến điểm thay quần áo. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tới kênh thứ 6. Sitting here. Đây như là một sitting here bốc lửa. Start game. Treo khá là kinh dị do xin hiên làm rồi. Tiếp tục mình sẽ tiến sâu vào trong nhà. Ok, wow, ông ta đang đây. Tìm xung quanh thì có gì không? Ghost. Có thằng ông ta ngay sau. Thiêu đốt mình luôn. No. Wow, oh my god. Ok. Meet the Hope, what the hell? Toy Max Line. Stand Stream. Ok, cứ đi thẳng tiếp. Mom, Dust, where are you? Trick, go back to bed. Quay trở về trong phòng của mình. Quay trở về trên chiếc giường và phải ngủ một giấc. Lúc đó thì các bạn mới hoàn thành cái tựa game này. Vâng, và Mr. Hope đã xuất hiện. Ở đây các bạn sẽ để ý con mắt này. Nếu mà vạch đỏ thì là các bạn cẩn thận. Còn vạch xanh thì các bạn chưa phải sợ lắm. Thôi, đỏ rồi, phải cẩn thận. Ok, đến xanh rồi, tức là ông ta chưa phát hiện các bạn ăn đâu.
Nhưng mà tính chân của ông ta gần đây, chỉ cần đi qua đây là dễ bị bắt ngay. Đi ngay mà. Oh my gosh. Wow. Could I need something to chew? One day. Chị ok. Bảo ta đi di chuyển khá là nhanh. Và bây giờ thì mình sẽ chờ ông ta, xem ông ta đang đâu. Ông ta ICU rồi. Cho ông ta ngủ tiếp. Ngủ say trong vòng 30 giây. Chứng tỏ bà ta đã sắp tỉnh dậy rồi. Oh my god, wow. Bà ta rất tỉnh và đẹp trai. Chú đây. Let go. Bây giờ thì mình sẽ phải đi chậm chạp. Và đi một cách khá là gọi là im lặng. Nếu không thì sẽ bị tiêu diệt ngay. ICU. Thôi chết rồi, ICU rồi. Tốc độ của ông ta nghe khá nhanh. Đi rồi. Oh my god. Wow. Rồi, và tự nhiên tiếp theo. Ok. So there he is, huh? I got you a nice little place. Sorry, anh chàng này. Bây giờ thì mình sẽ cho nên sẽ lái lại rồi. Đâm ra anh ta tí thì đang. This is it, Tony. Home sweet. Mình sẽ cất xe vào đây đã. Xem có được không? Không được. We're lost on a mission. You can channel closer. Hear us anytime. Now take me to my place.
Các bạn phải làm nhiệm vụ xong mới cất xe vào được. Và tiếp tục các bạn sẽ nhận nhiệm vụ ở vạch này, vạch chữ V này. Và tiếp tục các bạn sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo. Rồi và bây giờ thì sẽ là tựa game Granny Chapter 1. One day. Không có gì ở đây. Wow, tốc độ bắn. Oh my god. Sao bà ta lại từ đây đi lên nhờ? Đánh nhóc bà từ ở dưới đi lên chứ? What? What? Chưa đây. Ok. Thế thì mình sẽ đi luôn đường dưới đây. Có phải gặp bà ta không? Chết rồi. Một tiếng nhạc rất là khác thường. Để xuôi luôn. Tránh bị bà ta bắt mình. Tiếng nhạc của bà ta khá là nghe, khá là lạ. Quá nhanh, bà ta quá nhanh luôn. Ok, và bây giờ thì sẽ là tựa game tiếp theo. Play. Play. Yeah, 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 yeah. Sleep. Oh my god. Tiêu diệt luôn. Còn lại con này mới được.
hết đạn rồi thì sẽ chuyển sang cái gì. Mình đi ăn đạn. Xem xung quanh đây có đạn không. Đây rồi. Kịp đúng lúc hết đạn thì wow, vẫn còn đánh tràng này. Xem có viên đạn nào không. Đây rồi. Đã tiêu diệt hết xung quanh đây. Và bây giờ thì mình sẽ lên trên tầng. Như thế các bạn sẽ tiêu diệt tất tần tật 22 người là các bạn sẽ hoàn thành được cái này. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game ma cuối cùng, Slenderilla. Giờ sẽ là chứ. Wow. Chủ trì đã biết ở nơi này khá tối tăm rồi. Một nơi khá là nguy hiểm các bạn đây. Có gì đây? Xuất hiện thì bà ta lè các bạn khá là lâu. Các bạn sẽ phải cắt đường bà ta. Và trước mắt thì các bạn vừa đi vừa tìm xem có gì xung quanh không. Một quyển sách. Con yêu quái, đứa con của bà Granny, lại Slenderilla. Wow, hai con à? Oh my god. Vừa gặp ở đây xong thì ở kia lại có một đứa luôn. Tiếp tục tìm sang đường bên này xem. Bà Granny. Oh my god. Whoa, 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 whoa. Nấp ở đây. Khi đó thì bà ta sẽ đi và các bạn sẽ đi được khác. Ok. Rồi, và mình sẽ phát dừng clip tới đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.